Chúng ta sẽ đi qua cái bài 7, slide 7. Như vậy với Microsoft Excel thì chúng ta sẽ làm gì? Những cái thông tin liên quan đến bài học. Bảng tính. Như vậy cái chữ Excel này chúng ta sẽ hiểu khái niệm nó là bảng tính. Thì bình thường chúng ta sẽ tính bằng máy tính. Nhưng có nhiều cái nó rất là nhiều công thức và nó lặp đi lặp lại. Cho nên chúng ta sử dụng máy tính thì nó lâu và nó không có lưu lại. Chúng ta sử dụng Excel thì chúng ta có thể là làm cho rất nhiều dữ liệu và nó phức tạp hơn. Những cái khái niệm về Excel, chúng ta sẽ đi qua những cái khái niệm cơ bản. Đây là người ta xây dựng cái đầu tiên để cho các bạn biết cái cách tổ chức dữ liệu trên Excel như thế nào. Chúng ta có tên, thể dục, hát, cái này chúng ta gọi là tiêu đề, title của một cái bảng. Và dưới này là dữ liệu. Thì mỗi dòng như vậy nè, nó là một dòng dữ liệu, hoặc trong khái niệm cơ sở dữ liệu thì người ta gọi là một bản ghi, tức là record. Đấy. Bản tính tên gọi trong xử lý chức năng là biểu diễn dữ liệu, tính toán, biểu diễn đồ thị, sắp xếp, tổng hợp. Giỏi Excel là lợi thế lớn trong công việc văn phòng. Thực chất không chỉ kế toán mới làm Excel, mà kể cả như thầy thì dùng Excel cũng khá nhiều. Ví dụ các bạn thấy là một cái việc rất đơn giản, lịch làm việc. Đấy, đây là bản tính Excel. Trong này thì không tính toán gì hết, nhưng nó biểu hiện cho thầy biết là lịch của thầy ngày nào làm gì, ca nào. Rồi ví dụ như mình sẽ có là ngày, tiết dạy, bây giờ là tiết mấy, cũng là Excel. Một môn học thầy sẽ quản lý các bạn, nếu như mà không có hệ thống điểm danh thì thầy điểm danh theo kiểu này: trễ 45 phút, trễ 30 phút, vân vân. Rồi có điểm cộng hay không có điểm cộng. Đấy, như vậy các bạn thấy là với Excel của chúng ta sử dụng rất phổ biến, chứ không nhất thiết là phải những người nào mà sử dụng Excel mới cần đến nó. Phần mềm có rất là nhiều phiên bản. Đây là những cái giao diện chính. Như vậy thì trong Excel nó cũng giống như Word chúng ta học. Nó có trên này những cái thanh truy cập nhanh, rồi cái nút lệnh thì tùy theo cái phiên bản mà nó có cái giao diện khác nhau tí xíu thôi. Nhưng cơ bản là nó có cái thanh ngang này. Nếu như các bạn xài từ Office 2007 trở lên thì nó chuyển sang cái dạng menu, và ở phía dưới này là cụm các công cụ liên quan đến menu. Còn Excel về trước là 2003 thì nó chỉ có menu thôi, và khi bạn click chuột vô thì nó mới sổ cái menu dọc xuống, thì nó giao diện nó khác nhưng bản chất là nó giống nhau. Và ở đây là hàng từ 1, 2, 3, 4, là số hàng. ABC là số cột. Như vậy thì các bạn thấy trong Word mình muốn có một cái bảng thì mình phải insert gì? Table. Còn trong Excel thì bản thân nó là table, không cần insert. Và đối với lại Word thì ứng dụng của chúng ta chủ yếu là soạn thảo văn bản, tức là cái nào mà nhiều chữ thì chúng ta sử dụng Word. Trong Word chúng ta cũng có thể chèn bảng, cũng có thể là có danh sách học sinh, rồi cũng có thể là tính điểm trung bình, cũng có thể là tính tổng điểm, rồi tổng số người đi học, vân vân. Mình vẫn có thể thao tác được trên table của Word. Nhưng nếu mà nó phức tạp, tính điểm trung bình, rồi tính ưu tiên, rồi các cái khác mà nó liên quan, mà chúng ta cần phải làm một cái báo cáo, như vậy thì lúc này người ta sẽ kết hợp giữa Word và Excel luôn. Phần nào bảng biểu mà cần báo cáo trong Word á, mà nó phức tạp á,
thì chúng ta lại dùng cái Excel chúng ta chèn vào Word. Được chưa? Có một số bạn thì lại dùng chính Excel để soạn thảo văn bản luôn. Cái đó là cao tay đấy. Bởi vì đối với Excel, chúng ta canh lề, canh trang, canh dòng rất là mệt. Được chứ không phải không? Phức tạp lắm. Cho nên chú ý giùm thầy, Excel chủ yếu là để làm bảng tính toán thôi. Tại vì sao mà có một số bạn lại dùng Excel? Tại vì lý do thầy nói lúc nãy là trong cái báo cáo Word của bạn á, nó có một số cái bảng tính rất phức tạp mà Word nó không đáp ứng được, mà người ta làm Excel. Mà cái đó là sai. Mình vẫn soạn thảo văn bản bằng Word, sau đó mình insert cái Excel vào. Nếu cần mình double click là nó mở cái bảng tính đó bằng Excel để mình xử lý luôn. Và khi mình đóng lại thì nó lại quay lại Word. Được chưa? Như vậy thì các bạn nghiên cứu thêm cái phần đó giùm thầy. Mỗi cái file Excel như thế này chúng ta gọi là một workbook, giống như quyển sách gì đó, workbook. Và trong Word á, thì khi mà các bạn xài Word thì nó sẽ có trang. Có trang. Ví dụ chúng ta đang xài ở đây một trang A4, Control Enter các bạn sẽ được tạo được một cái trang, một cái trang khác là hai trang, ba trang, bốn trang, năm trang. Và kích thước của trang này là giới hạn trong cái khổ giấy mình chọn. A4, A5, A2, A1 đó là mình chọn. Mình nó không thể ra khỏi cái trang đó được. Nếu như dữ liệu nhiều hơn, nó tự động nó sang trang. Còn đối với lại Excel thì nó không có như vậy. Mà với một cái bảng tính Excel thì nó có số cột. Bạn có thể kéo để bạn xem thử có độ rộng là bao nhiêu cột. Và số dòng, bạn cứ click chuột ở đây, bạn xem thử nó bao nhiêu dòng. Nếu như bạn không biết nó bao nhiêu dòng mà bạn click hoài thì rất là mỏi tay. Bởi vì với Excel, ở đây từ Excel 5, 95, 97 vân vân, thì các bạn thấy là mình đang xài Excel 207. Số dòng của nó bao nhiêu? 1.048.576. Gần như hiếm khi mà chúng ta xài hết cái này. Ví dụ như là bạn thành lập một danh sách khách hàng hoặc là cái gì đó mà liên quan đến kinh doanh rồi vân vân thì bạn có thể là xài nhiều. Còn bình thường là danh sách lớp giỏi lắm là như sinh viên của trường mình là 10.000, 20.000 là hết rồi. Cho là xài Excel đi là nó cũng không xài đến con số này. Đấy. Rồi số cột tối đa 16.384 cột. Gần như cũng không xài hết. Và chúng ta sẽ có là số sheet, tức là số trang đó, worksheet, thì có tối đa là 256 worksheet. 256. Như vậy sheet là gì? Chúng ta đang có nè, mở ra nó có sheet 1 nè. Bạn click dấu cộng nó thêm sheet 2, sheet 3. Như vậy thì dữ liệu ở đây chúng ta có cột A, dòng 1 thì ghi là dữ liệu của sheet 1. Rồi, đây là dữ liệu của sheet 1. Qua đây, thầy click chuột vô, nhìn A1 không có gì hết. Bởi vì A1 này là của sheet 2. A1 này là của sheet 1. Cho nên dữ liệu nó sẽ độc lập với nhau. Đó là về sheet. Rồi cái thanh này để điều khiển trang, thanh cuộn, phóng to, thu nhỏ, cái này thì nó cũng giống Word rồi. Đó là về phần cơ bản. Và trong một bảng đấy thì chúng ta sẽ thao tác, các bạn lúc nãy thầy giới thiệu là workbook nè, worksheet nè, worksheet. Bạn có thể dùng là control bay up, control bay down đấy, để các bạn thay đổi di chuyển đến cái sheet liền trước hoặc là sheet liền sau. Control, ví dụ mình đang đứng ở đây, control bay up
mình ra shift 1, control bay down, mình ra shift 2, shift 3. Đấy là những cái phím nóng mà chúng ta có thể sử dụng. Nhấp đắp vào cái shift để chúng ta đổi tên. Như vậy thì giả sử các bạn làm ở đây là bảng lương của công ty. Ví dụ bạn làm ở đây là bảng lương của công ty. Thì mình làm là bảng lương tháng 1. Rồi trong danh sách bạn làm là số thứ tự, họ tên, hệ số, rồi mức lương vân vân, ngày công. Và mình để ở đây là double click tháng 1. Rồi tiếp tục, bạn đưa vô đây, click chuột phải, chọn rename hoặc là double click. Bạn chọn là lương tháng 2. Như vậy thì khi mình save cái file này, mình chỉ cần sao là bảng lương 10/2019, ví dụ như thế, là chúng ta tạo nguyên cả 12 shift để quản lý lương cho 12 tháng. Đó là công việc của chúng ta có thể làm. Cột, dòng hoặc là hàng thì tương ứng với một cột, một dòng như vậy thì chúng ta gọi là một ô hay gọi là một cell. Ô hoặc là cell nhé. Rồi, như vậy trong một ô nó sẽ có chỉ số dòng và cột. Thao tác cơ bản: mũi tên, tab, shift tab, control home, control end, pay up, pay down. Như vậy lúc nãy chúng ta đang nói về một số thao tác. Như vậy cơ bản chúng ta đang chọn, ví dụ như bạn đang đặt ở đây thì cái ô mà nó có cái viền đen này là ô đang được chọn, và ô đang được chọn nó hiển thị là địa chỉ của ô, giống địa chỉ nhà vậy đó. Bạn ở ô C3, ví dụ như thầy nói là công thức ở ô E5 thì nó là công thức ở ô này là E5. Đây, bạn nhìn thấy trên này là E5. Rồi, chúng ta có thể là làm gì? Chọn ô. Mũi tên thì di chuyển nè. Tab thì nó nhảy đến. Shift tab là nó lui lại. Control home, control end là nhảy tới trên cùng, nhảy tới cuối cùng. Soạn thảo dữ liệu. Có thể sai sót. Có thể sửa, xóa. Sửa thì các bạn sẽ nhấn F2. Còn xóa thì nhấn delete. Và nó có hai cái kiểu để chúng ta delete nha. Ví dụ thầy gõ ở đây tên. Rồi, cái ô này nó nhỏ quá, mà dữ liệu của thầy thì nó dài. Thầy double click để cho nó rộng ra, hoặc là bạn click chuột bạn kéo ra. Rồi bây giờ chú ý nè, nếu thầy đang click chuột một cái duy nhất và thầy nhấn delete là nó mất nguyên cái ô đó luôn. Rồi, Ctrl Z, mình đang ở chế độ là view. Còn nếu như thầy đã double click vào đây rồi, thầy đang đứng ở bên trong, thầy nhấn delete, không có vấn đề gì xảy ra. Lý do, con trỏ của ta ở cuối văn bản rồi. Và delete tức là xóa ký tự ở phía sau con trỏ. Giả sử như thầy đứng trước chữ B, thầy nhấn delete thì nó mất chữ B, bởi vì delete là xóa ký tự phía sau, mất chữ B. Khi nào mà bạn nhấn cái phím backspace thì nó mới xóa phía trước, tức là mất khoảng cách. Được chưa? Như vậy thì khi bạn nhấn delete là nó có hai trường hợp. Một là bạn đang ở chế độ view, tức là không phải sửa gì hết, thì bạn nhấn delete là nó mất nguyên cả cái ô đó luôn. Còn nếu như mà bạn double click, tức là bạn đang F2 đó, F2 là bạn vô ở chế độ sửa, edit. Vậy thì trong chế độ này bạn sửa giống như trong Word, sửa từng ký tự. Được chưa? Rồi giả sử nhập liệu, bây giờ bạn đang đứng ở đây mà có dữ liệu rồi và đang ở chế độ view, bạn gõ một cái số bất kỳ, chữ bất kỳ là nó mất dữ liệu cũ,
Đấy, ví dụ chỗ này thầy quên gõ dấu mà thầy muốn gõ lại thì thầy một là tự gõ lại hết luôn. Đó, gõ lại hết. Còn nếu không thì các bạn phải F2 rồi vô đây mình mới sửa. Chú ý chỗ này nhé. Nó có hai chế độ, một chế độ là view, một chế độ là edit. Thì thực ra cái này nó cũng không quan trọng, khi các bạn làm mất dữ liệu là các bạn tự biết. Khi gõ vô nó mất dữ liệu cái là biết liền à, nhớ liền. Không phải lo gì hết. Hằng số tức là giá trị mình gõ vô. Biểu thức thì mình có sử dụng địa chỉ, có sử dụng cộng trừ nhân chia, các phép toán so sánh, các cái hàm. Tức là trong một ô như thế này nè, giả sử thầy có cái bảng lương thì nó có số thứ tự, họ tên, rồi hệ số, ngày công, ngày công, lương căn bản, lương căn bản, hệ số đi cho nó thực tế. Rồi số thứ tự 1, 2, 3 là ba người có tên là ABC. Nguyễn A, Trần B, Vũ C. Ngày công 23/12/24. Hệ số của này là người này là 3 chấm, người này 2 chấm, người này 4 chấm. Rồi lương của chúng ta, ví dụ lương căn bản, lương căn bản là mình tính là 800.000. Ví dụ như thế. Lương căn bản một ngày là 200 đi. Rồi ok, một ngày 200. Lương căn bản trên ngày. Ví dụ thế. Các bạn thấy là thầy ghi hai ô khác nhau nè. Để tính toán được thì hai ô phải khác nhau. Chứ bạn không ghi liền vô nhé. Ghi liền vô là chữ là nó không tính được á. Rồi mình sẽ có là lương hoặc là thực lãnh thành tiền. Người này chúng ta nếu mà tính bình thường thì chúng ta sẽ tính bằng gì? Theo các bạn, người này bao nhiêu tiền? Ví dụ người này 10 ngày công đi là bao nhiêu tiền? 3. Ví dụ thế. Như vậy thì một ngày người này làm được 600 ngàn mà 10 ngày là 6 triệu. Ví dụ thế. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy bằng ngày công là nhân cho 10 đúng không? Ngày công là nhân 10 nè. Như vậy chỗ này mình nhân là 10 đúng không? Nhân, nhân là dấu sao. Nhân cho 3. Rồi nhân cho 200 ngàn. Đúng không? Nhưng mà công thức thì mình không làm vậy. Nếu như giả sử người này không phải là 10 mà là 23 thì mất công phải tính lại à. Thì nó sẽ bằng gì? C3, chính xác. Nhân với D3, nhân với F1, đúng rồi. Được chưa? Như vậy thì chúng ta đã có công thức để tính toán. Nếu giả sử số ngày công của người này nó khác đi là 20 ngày thì nó tự cập nhật lương cho chúng ta. Và không những là một người, ba người, mà có thể công ty của chúng ta 30 người, 300 người, 3.000 người cùng một công thức tính, thì chúng ta chỉ cần làm một lần thôi. Rồi sau đó chúng ta copy ra. Các bạn nhìn nha, nhìn copy nha. Bây giờ chỗ này, nếu bình thường mình copy là Ctrl C, xuống đây Ctrl V,
Ủa người này có đi làm mà sao lại không có lương? Xuống đây cạnh trên V, người này cũng không có lương luôn. Chú ý chỗ này nhé. Công thức của chúng ta lúc ở trên là ô này là ô mấy? Rồi E3, thầy copy công thức này lại để cho các bạn nhìn thấy. E3, công thức này có gì khác không? Rồi các bạn nhận xét giùm cho thầy công thức này nó như thế nào. Ô này chúng ta đang xét là ô E3. Thầy ghi ở đây nhé. E3. Ô này là ô, thầy ghi phía sau đi, bởi vì nó liên quan đến cái ô này là ô E3 mình đang xét nè. E4 nè. E5. Tức là mình đang nói ba ô này nè. Ở ô E3 công thức của nó như thế này. Copy xuống ô E4 thì công thức nó như thế này. Copy xuống ô E5 thì công thức nó như thế này. Vậy các bạn có thấy cái quy luật gì liên quan ở đây? Nếu mình copy đi đến một ô khác thì các cái địa chỉ ở bên trong có phải là nó cũng thay đổi theo không? Đúng không? Chỗ này số 3 thì chỗ này số 3. Chỗ này số 3, chỗ này số 1. Thì qua đây số 4. Đây cũng số 4, đây cũng số 4. Bởi vì 3, 3 thì đây qua đây là 4, 4. E3 thì có công thức là F1. Thì E4 có phải tăng một đơn vị không? Tăng một dòng. Thì công thức bên trong nó cũng tự động tăng một dòng là thành F2. Xuống đây E5 là so với E3 là nó tăng 2 dòng. Thì trong này F1 nó cũng tự động tăng lên F3. Tức là tăng 2 dòng, 2 đơn vị. Được không nào? Và cái chúng ta cần là nhân với bao nhiêu? F1 chứ không phải F2 mà cũng không phải F3. Vậy thì cái F1 này có phải là cố định lại không? Không được thay đổi. Cho nên cái công thức chỗ này nè, khi mà chúng ta gõ F1 xong, các bạn nhấn cho thầy phím nóng F4. Phím nóng F4 nha. Các bạn thấy chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra đây? À, nó có cái dấu đô la ở phía trước chữ F và đô la ở phía trước số 1. Thì cái địa chỉ này đã bị khóa lại, block lại rồi. Và bây giờ nếu trường hợp mà các bạn copy cái này xuống Ctrl C, Ctrl V, các bạn thấy công thức nó vẫn là F1, không thay đổi. Rồi tương tự như vậy, copy xuống đây cũng là F1. Như vậy chúng ta đang học địa chỉ C5, D5 không có dấu đô la thì chúng ta gọi là địa chỉ tương đối. Tương đối là gì? Khi mình copy công thức này đi đến một ô khác thì tùy theo cái mức độ thay đổi dòng và cột thì cái địa chỉ bên trong nó sẽ thay đổi theo. Được không? Còn ô F1 này, địa chỉ F1 này gọi là địa chỉ tuyệt đối. Tuyệt đối tức là đi bất kỳ đâu nó cũng như thế. Như vậy thì sau này các bạn có thể dùng chỉ có thay đổi cột, còn dòng không thay đổi thì chúng ta chỉ cố định dòng thôi. Chúng ta có thể chỉ cố định cột thôi mà không cố định dòng. Thì sau này có một số bài tập phức tạp thì chúng ta mới có đến cái này. Còn không thì chúng ta chỉ cần F4 cái là nó tự động nó cố định cho mình cả dòng cột luôn. Nếu như mình muốn cố định một cái thì mình nhấn F4 cái nữa, F4 nữa,
và F4 nữa là nó trả lại hết. Như vậy là chúng ta đang học địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối. Như vậy là chúng ta đã có được một cái bài tập. Và ở đây lúc nãy công thức chúng ta đã gõ ở ô E3 thì chúng ta có thể copy là Ctrl+C, Ctrl+V. Chúng ta có thể click chuột ngay góc. Các bạn thấy biểu tượng của con chuột nó đổi nè. Bình thường thì nó sẽ là chữ thập lớn màu trắng. Bây giờ đưa vô góc này, nó chữ thập nhỏ màu đen. Đưa ra cái biên, nó là 4 mũi tên là di chuyển. Click chuột vô kéo là di chuyển. Đấy, nó có 3 trường hợp. 1 là mũi tên, 2 là chữ thập lớn, 3 là chữ thập nhỏ màu đen. Click chuột ở đây kéo xuống, copy ra. Hoặc là nếu bạn có hàng trăm dòng, hàng ngàn dòng, mình kéo nó cũng lâu, double click vô đây, nó sẽ tự động nó điền công thức liên quan đến những cái dữ liệu ở phía trước. Bởi vì bạn có dữ liệu đến dòng thứ 5 thì nó tự động copy đến dòng 5 nó dừng, nó không đi tiếp. Giả sử như bạn có dữ liệu tiếp theo nữa thì ở chỗ này bạn double click, nó sẽ tự động nó điền cho đến dòng 11. Được chưa? Đấy. Hoặc là bạn có thể copy từ dòng trên xuống dòng dưới, double click, xin lỗi, là double giá trị, double là chữ D. Các bạn nhấn Ctrl D, giờ double. Bạn đặt ở đây, bạn nhấn Ctrl D là tự động nó copy dòng trên xuống. Ví dụ như bạn đặt ở đây Ctrl D là nó copy trực tiếp cái công thức ở trên xuống, không thay đổi nhé. Đó, ok, copy, bởi vì cái này là nó là giá trị chuỗi cho nên nó không thay đổi. Thì có nhiều cách copy. Một là Ctrl+C, Ctrl+V. Hai là kéo xuống. Ba, double click. Bốn là Ctrl+D. Bốn cách. Còn nữa nhưng mà thôi, bốn cách được rồi. Và với bất kỳ một công thức nào thì phía trước của nó là dấu bằng. Đây, thầy ghi nè, bằng trước C3D3F1, có dấu bằng phía trước nó mới tính nha. Còn nếu mà không có dấu bằng thì nó là chuỗi chứ không phải công thức. Chuỗi thì nó không tính, mà phải có dấu bằng thì nó mới tính. Chọn một ô mới nói xong. Chọn nhiều ô thì ở đây nhiều là nó có một dòng hoặc cột hoặc là một mảng, một dãy luôn, hoặc là mình chọn nguyên cả cột này, tất cả những ô ở cột B đều được chọn, cột C, cột D, cột A hoặc cả ba. Dòng cũng tương tự như thế. Được chưa? Đấy, như vậy chọn, hoặc là mình chọn không liên tục. Giả sử mình chọn từ C đến F thì nhấn Shift xuống, chọn C, chọn F. Ở đây nhấn Shift xuống. Còn nếu chọn không liên tục thì chúng ta nhấn phím gì? Control. Chúng ta lấy chuột ở đâu thì nó chọn ở đây. Chúng ta nhấn phím Control là nó chọn không liên tục. Hoặc bạn chọn từng ô một. Đấy, bạn chọn từng ô một thì chúng ta nhấn phím Control. Hoặc là bạn chọn Control, đó, chọn Control hoặc là chọn Shift để mà liên tục hoặc không liên tục. Copy, paste, chọn, kéo xuống,
là sao chép mà thầy nói lúc nãy. Sao chép dữ liệu từ một ô. Sao chép dữ liệu. Sao chép công thức. Và sao chép kết quả, hai cái khác nhau. Ví dụ, bây giờ bên này nó đã có dữ liệu rồi nè. Bên này có dữ liệu rồi. Đây, dữ liệu. Bây giờ thầy muốn copy con số 12.4.8.19.200 này ra cái ô này. Copy con số nhé. Thầy chọn Ctrl C, Ctrl V. Lúc này nó đang copy cái gì? Công thức. Ctrl C, Ctrl V là nó copy cái công thức đi. Mà do mình thay đổi từ ô E3 cho đến ô H3, vậy thì dòng có thay đổi không? Cùng dòng là dòng 3. Cột thay đổi mấy đơn vị? Thêm 3 đơn vị nữa. Như vậy thì từ E, chỗ này là C, qua đến H, vậy thì A, B, C, D, E, F. 3 đơn vị là đến E đúng không? C thì đến E. Đó, nó qua 3 đơn vị nè. Từ E qua 3 đơn vị thì đến H. Vậy C nó sẽ qua 3 đơn vị thì nó đến F. Như vậy công thức của chúng ta là F3 nhân G3 nhân F1. F3 không có giá trị, G3 cũng không có giá trị, cho nên nó nhân bằng 0. Vậy thì chúng ta copy cái này, Ctrl C. Nhưng qua đây chúng ta không dán bình thường, mà chúng ta lấy chuột phải, chúng ta chọn dán số. Value nè. Đó, chúng ta lấy giá trị là 12.4.8.19.200. Đó là việc copy, dán. Đây, chỉ muốn sao chép giá trị thôi. Thì bạn chọn một value, tức là dán cái giá trị đó ra thôi. Sao chép di chuyển giữa worksheet sang một worksheet khác thì cũng là Ctrl C, Ctrl V nếu bạn muốn copy công thức. Còn nếu bạn muốn copy giá trị thì không có Ctrl V, mà mình phải lấy chuột phải, mình chọn cái copy value đó, copy giá trị thôi. Ẩn hoặc là hiện. In 2 là không ẩn nữa, tức là hiện. Như vậy bây giờ mình có thể là ký số thứ tự họ tên. Ví dụ trong này nó có một cái nữa là phái. Mình insert thêm chỗ này, mình cho là phái. Chỗ này là nam, chỗ này là nữ, ví dụ như thế. Nữ thì trong cái bảng lương mình để phái không cần làm gì, nhìn nó rối. Bạn có thể click chuột phải, bạn chọn hai, ẩn đi. Vậy B rồi đến D luôn. Như vậy mình nhìn vô thì mình biết chỗ này nó có một cột ẩn nè. Hoặc là các bạn thấy cái dấu chỗ này nó có hai cái dấu sọc nè, thì chỗ đó là ẩn á. Double click cho nó mở ra, hoặc là bạn chọn từ B đến D, click chuột phải, in 2, bỏ ẩn đi. Đó, 2, in 2. Thêm, xóa. Thêm thì insert. Xóa thì delete. Giống như trong table của Word. Nếu như chúng ta click chọn một dòng chúng ta insert thì nó insert một dòng. Nếu chúng ta chọn hai dòng mà chúng ta insert, nó insert hai dòng. Hiểu chưa? Đấy. Hợp tức là merge cell đó. Merge cell. Merge là gom lại hoặc là tách ra. Như vậy chỗ này
bảng lương tháng 1. Thì thay vì chúng ta để đây, chúng ta có thể kéo ra đến ngoài này. Đó, các bạn có thể là nhìn thấy cái Merge Cell. Đây. Merge and Center. Còn Word thì chúng ta muốn Merge, chúng ta phải làm gì? Click chuột phải. Còn trong này click chuột phải không có nha. Và click tìm thành công cụ. Đây. Nó chọn 1, 2, 3, 4, 5 ô thành 1 ô. Như vậy khi mà mệt được thì các bạn có thể chia lại được. Đó, mệt, chia. Rồi, ok. Điều chỉnh hiển thị văn bản. Cho xuống dòng hay là không xuống dòng. Hoặc là mình điều chỉnh cái khác. Ví dụ, tên. Trong cái văn bản của các bạn á, mình chừa cái chừng đây thôi. Lý do là khi các bạn in ra nè, nếu như mà bạn chừa rộng quá đó, đây nhảy sang trang khác rồi nè. Khi mình nhấn Ctrl P, mình bỏ đi là tự động nó dàn cho mình cái trang để mình biết được là khổ giấy của mình đến đâu. Hoặc là các bạn chọn chế độ View, bạn để là Page Bay Red Review. Đó, là nó chỉ cho bạn nhìn những cái chỗ nào có dữ liệu thôi. Ví dụ xuống đến đây, bạn có dữ liệu thì nó lại cho bạn nhìn tiếp. Còn không là nó đóng lại, nó không cho thấy gì hết. Trang 1, trang 2. Tức là dữ liệu của mình có hai trang đó. Trang của mình hiện nay đang format là trang A4. Như vậy thì khi mình in ra A4, dữ liệu nó in được chừng đây trên một trang nè. Còn cái phần này nó in ra trang sau nè. Rồi. Như vậy khi dữ liệu của mình, giả sử cái chữ A này, mà cái tên, thường các bạn thấy mà cái tên ngắn nhất mà các bạn được biết tên của Việt Nam là tên gì? Tên thực tế luôn. Có bao giờ gặp một tên nào mà ngắn nhất các bạn biết là tên gì? Mấy ký tự? Họ tên luôn á. Lê Bảo. Bảo là 5 6. Bạn trắng luôn là 6. Có cái nào ngắn hơn không? Có một người thầy tên là Lè. Ngắn đúng không? Ghi ở đâu cũng được cả. Và có một người tên như thế này. Bao giờ nghe họ này chưa? Không, cái đó thì hơi quá. Mà tên này là thực tế nè. Có luôn. Còn cái mà Nguyễn Thị Long Linh lóng lánh đó là hài thôi. Như vậy thì nếu mà như vậy thì nó che hết tất cả các cột khác rồi, làm sao thấy? Cho nên trong Excel chúng ta có thể cho nó xuống dòng. Một cái tên với cái độ rồng của cột như thế này thì nó sẽ tự động nó xuống dòng. Và nếu trong trường hợp như thế thì nó hơi quá đáng, có một cái tên khác. Ví dụ như là Nguyễn Nhật Trường An. Bản thân cái này nó đã được cũng dài rồi nè. Thì chúng ta có thể làm cách khác. Bạn sẽ format cell và bạn cho nó là sim to fit, tức là tất cả dữ liệu đều nằm gọn trong cái ô đó, dài bao nhiêu cũng gọn trong đó. Vậy nó phải làm gì? Font size nhỏ lại, mà nó tự nhỏ nha, mình không làm gì hết. Size này bình thường là 11, xuống đây mình cũng thấy 11 nhưng mà nó nhỏ xíu à. Giả sử mình copy lên cái chỗ này coi. Tự fit lại mà. Tức là dài cỡ chừng nào nó cũng thu nhỏ lại, miễn làm sao mà gọn trong ô thôi. Không xuống dòng. Hiểu chưa? Tùy trường hợp.
mà nó có nhiều cái lựa chọn, nhiều option cho mình, thì mình muốn làm gì làm. Mình làm muốn làm gì làm. Đấy, như vậy các bạn thấy là có rất là nhiều lựa chọn trong cái bài Excel. Thực hiện bài tập 7.1.